hé lộ tâm tư đầy xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm trước khi rời khỏi tuyển Việt Nam. Một ngày sau trận chung kết với Malaysia, người cao nhất của đội tuyển Việt Nam sắp xếp vali, rời khỏi khách sạn và lên đường đi nghỉ phép. Anh chỉ có vỏn vẹn 3 ngày không sống cùng với bóng đá. Vì đến ngày 19 tháng 12, đội đã tập trung lại rồi mà thầy Park không thể gọi anh. Đó là thủ môn Đặng Văn Lâm. Lá đơn xin việc. Sáng qua, tôi mở máy tính xem đi xem lại một số tình huống nóng của đội tuyển Việt Nam ở cả hai trận chung kết AFF Cup năm 2018. Lượt đi trên đất Malaysia, Lâm bị cuốn vào hai thời điểm và cả hai thời điểm ấy, Lâm đều phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng gần cuối trận, nếu Lâm không xuất sắc đầy được cú sút mạnh như búa bổ của đối phương, thì đội chủ nhà đã nâng tỷ số thành 3-2 rồi. Chưa kể là trong trận, có một pha bóng mà Lâm và Quế Ngọc Hải không hiểu ý nhau nên cũng suýt nữa bị trả giá. Hai ông bạn, Hải và Lâm đều sinh năm 1993, đã nói với nhau điều gì đó mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là hục hặc hoặc là to tiếng. Ngay sau trận, cả hai ông bạn lên Facebook trình bày ngay. Hải bảo, anh em chúng tôi chỉ muốn giúp nhau tập trung hơn chứ không có gì to tát đâu nhé mọi người. Còn Lâm thì comment ngay phía bên dưới. Chuẩn, tất cả chỉ vì một mục tiêu vô địch. Đến lượt trận về, Lâm hoàn hảo như thế nào cũng chẳng cần phải kể lại nữa. Nhưng lại phải kể đến một câu chuyện khác về Lâm. Vào tháng 8 năm 2015, Lâm lên trang cá nhân tự viết đơn xin việc với những dòng chữ không thể tha thiết hơn. Lâm đã từng được khoác áo của đội U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á năm 2010, nhưng mong muốn lớn nhất của Lâm là được tập luyện ở đội U23 Việt Nam. Một lần nữa thôi, nếu như không đạt chất lượng thì Lâm sẽ về Nga và không phiền ai nữa đâu ạ. Mọi người chia sẻ giúp Lâm với, dù Lâm đẻ ra ở Nga nhưng bố Lâm là người Việt Nam, mẹ Lâm là người Nga. Lâm có hộ chiếu Việt Nam, biết nói tiếng Việt Nam. Lâm đã sống ở Việt Nam 5 năm. Về chuyên môn, Lâm không yếu vì từng được đào tạo ở các câu lạc bộ danh tiếng của Nga, trung tâm đào tạo Dynamo và Spartak Focus. Một nhà chuyên môn đã đem lá đơn này hỏi Liên đoàn bóng đá của Việt Nam. Tháng 5 năm 2016, Lâm lần đầu tiên khoác áo của đội tuyển Việt Nam dựa trên phong độ xuất sắc của anh vào thời điểm đó. Câu lạc bộ Hải Phòng mà ông chủ tịch sau cá tính Trần Mạnh Hùng đã tìm mọi cách mời bằng được anh về, đã đoạt ngôi Á quân của V-League năm 2016. Nhìn danh sách đội tuyển có tên Lâm Tây, chúng tôi lật đật gọi điện cho Lâm qua điện thoại. Lâm không còn tin nổi vào tai mình và nói ngay. Tôi sẽ gọi sang Nga cho mẹ, chắc mẹ vui lắm, mẹ sẽ khóc đấy. Đặng Văn Lâm yêu không gian tưởng như chật chội trong khung thành. Nhưng thành công lại không mỉm cười với tôi. Nhiều giai đoạn, tôi lận đận cả trong màu áo của câu lạc bộ Hải Phòng và ở cả trên đội tuyển. Có lúc rất buồn, nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ sự nghiệp bóng đá. Tôi yêu không gian tưởng như trong khung thành, dù nó chật chội và đầy thử thách, tôi yêu nghề mà mình đã chọn. Lâm bảo, khi tôi hỏi huấn luyện viên thủ môn đội tuyển, cũng là huấn luyện viên thủ môn đội Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Cảnh. Lâm Tây nom hiền lành anh nhỉ, thủ môn mà hiền lành, ít cá tính thì có lợi cho chính cậu ấy không? Ông Cảnh đã phản bác ngay. Ai bảo là Lâm thiếu cá tính, thậm chí là cá tính còn rất mạnh nữa là đằng khác. Lâm có ưu thế về thể hình để làm thủ môn. Cao to, nặng chắc, tay dài và chân dài. Nhưng thế là chưa đủ. Cần phải có thể ý chí sắt thép và sự tôi luyện. Lâm chuyên nghiệp, cầu tiến, và để kết luận về Lâm chỉ có thể nói ngắn gọn. Lâm vừa có đức vừa có tài. Cách đây 2 năm, Lâm gặp một sự cố không nhỏ và phải nghỉ một thời gian để dưỡng thương. Lâm trở lại một cách ngoạn mục và trở thành một trong những nhân vật hot của bóng đá Việt Nam. Bởi sự điển trai pha cả nét Việt lẫn Nga trên khuôn mặt, bởi vóc dáng hoàn hảo, bởi trình độ ngày một tiến bộ và ổn định. Lâm là trụ cột không thể thiếu của đội Hải Phòng mà lãnh đạo đội tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Không bán Lâm sang câu lạc bộ dù giá cao cỡ nào. Lâm là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam dưới thời của thầy Park Hang-seo. Lâm được bay lượn tung hoành trong cái không gian tưởng như là chật chội trong suốt 8 trận đấu tại AFF Cup. 8 trận đấu không thể lọt lưới bàn nào tại vòng bảng, để thủng 2 bàn ở bán kết và 2 bàn ở chung kết lượt đi. Đâu phải là kết quả quá tồi. Lâm xin nghỉ phép đến ngày quay lại với đồng đội chuẩn bị cho ASEAN Cup năm 2019. Chị họ của Lâm, diễn viên múa xinh đẹp Đặng Linh Nga đã đưa lên trang cá nhân ảnh mẹ Lâm ở Nga, khóc lúc anh thi đấu xong trận chung kết lượt về. Bức ảnh quá đỗi xúc động.
còn Linh Nga thì gửi gắm cậu em họ của mình bằng những lời gan ruột. Lâm à, cả nhà mình đang xem em, cả gia đình đều đang rất cần em, vừa vui, vừa sợ em bị đau, vừa hãnh diện và hồi hộp. Sau bao nhiêu năm vất vả, thì đến hôm nay em đã chiến thắng. Bố Sơn, bố Hùng sẽ là người hạnh phúc nhất hôm nay. Sự lựa chọn trở về Việt Nam của em là đúng. Em bền bỉ âm thầm luyện tập trong suốt bao nhiêu năm. Thành công của em hôm nay là máu và nước mắt. Lặn lội từ Nga trở về quê hương chỉ để muốn sống và cống hiến cho bóng đá của Việt Nam. Hôm nay, bao nhiêu người gọi tên em, nhà mình từ Hà Nội, Sài Gòn, Moskva đều khóc vì hạnh phúc và vì thương em. Em là Lâm ta, chứ không phải là Lâm Tây đâu nhé. Ngay sau khi trở về ASEAN Cup năm 2019 cùng đội tuyển Việt Nam, thủ thành Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ rất xúc động về quyết định chia tay đội tuyển Hải Phòng để sang Thái Lan thi đấu. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Đặng Văn Lâm có viết: 4 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp. Lâm biết rõ điều ấy. Hải Phòng chính là nơi giúp Lâm thực hiện được ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là cây cầu nối đưa Lâm đến với đội tuyển quốc gia để có được những thành công và vị trí như ngày hôm nay. Xin cảm ơn lãnh đạo của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, huấn luyện viên trưởng Trương Việt Hoàng, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và các thành viên trong ban huấn luyện cùng tập thể anh em thủ môn đội bóng. Đặc biệt, Lâm muốn gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên bóng đá Hải Phòng nói riêng, cổ động viên Việt Nam nói chung đã luôn theo dõi, động viên và ủng hộ cá nhân Lâm cũng như là đội bóng trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần nhất và cũng hy vọng mọi người vẫn luôn yêu thương, ủng hộ Lâm như những năm tháng vừa qua. Xin chúc ban huấn luyện và tập thể câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng có một mùa giải V-League 2019 thật thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Đây chính là lời chia tay chính thức của Đặng Văn Lâm kể từ khi anh đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ Pothong United của Thái Lan. Thời gian vừa qua, thủ thành hai dòng máu Việt và Nga tập trung cho nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup, nên anh không muốn nói nhiều về quyết định chia tay đội bóng đất cảng. Sang Thái Lan để thi đấu, mức lương của Văn Lâm được tiết lộ là hơn 10.000 đô một tháng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ của Thái Lan còn bố trí nhà riêng, xe riêng cho Đặng Văn Lâm sinh hoạt trong suốt thời gian thi đấu tại đội bóng này như chế độ với bất kỳ cầu thủ ngoại nào khác. Trong khi đó, mức phí để cho Đặng Văn Lâm kết thúc một năm với câu lạc bộ Hải Phòng không phải là 3 tỷ, con số thực sự gần gấp 4 lần, khoảng 12 tỷ đồng. Sau khi ăn Tết ở Việt Nam, Đặng Văn Lâm sẽ sang Thái Lan chính thức có cuộc họp báo ra mắt cùng với đội bóng mới. Đặng Văn Lâm, tôi đã bị sốc khi đến Việt Nam. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Sovet Sport của Nga, thủ thành Đặng Văn Lâm thừa nhận từng bị sốc nặng khi đến Việt Nam chơi bóng. Đầu tiên chúng tôi hỏi thủ môn này rằng, làm thế nào mà sinh ra ở Nga mà bây giờ bạn lại chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam? Tôi sinh ra ở Nga, mẹ tôi là người Nga, còn bố tôi là người Việt Nam. Mẹ tôi là một cựu diễn viên, còn bố tôi là một vũ công ballet. Họ gặp nhau ở Viện Nghệ thuật Sân khấu Nga. Chúng tôi ở đó tầm 8 năm và khi tôi học cấp 2 thì gia nhập Spartak Moscow. Tại sao lại là Spartak? Vì đó là học viện gần nhà tôi nhất, tôi sống gần ga tàu điện ngầm. Tại sao bạn lại rời Spartak? Sau Racer, Sidorer đã đến với chúng tôi. Lúc đó thì tôi vẫn đang được điều trị chấn thương. Sau đó thì tôi được cho mượn và khi trở lại Spartak thì Sidorer đã tỏ ra rất bất ngờ. Họ gửi tôi cho một huấn luyện viên thủ môn tên là Dragin. Anh ta sau đó đã thốt ra một cụm từ mà tôi nhớ suốt đời. Em biết đấy, hồi tôi còn nhỏ cũng muốn trở thành một nghệ sĩ thổi harmonica nhưng rồi thì không thể. Ông ấy đã gợi ý rằng tôi cũng có tài năng. Anh đã nghĩ gì khi nghe những lời nhận xét đó? Mọi thứ như sụp đổ. Tôi bỏ bóng đá và ở lì trong phòng suốt gần một tuần liền. Sau cùng thì cha mẹ đã quyết định cho tôi trở về Moscow để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Chúng tôi đã đến gặp Dynamo và cũng thật may họ đã biết đến tôi. Và thế là tôi đã lại chơi bóng. Một điều đặc biệt nữa là câu lạc bộ này rất tôn thờ thủ môn huyền thoại, Rasin. Tên tiếng Nga của tôi cũng có phần giống ông ấy nên có lẽ cũng được để ý. Anh từng đăng tải tấm ảnh đen trắng, đội mũ Sasin trong ngày sinh nhật. Khi còn bé, chắc anh không thể nào chứng kiến ông ấy thi đấu. Vậy ai là thần tượng của anh? Tôi thực sự không thích từ thần tượng. Chà, vậy thì bạn muốn theo ai? Sasin là một ví dụ cho các cầu thủ thủ môn trên toàn thế giới. Tôi từng thích Buffon và Casillas
Bây giờ thì cũng thế, nhưng không phải là kiểu thần tượng. Tôi chỉ xem họ như đồng nghiệp và những người mà tôi cần học hỏi. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi các bạn đã cùng lắng nghe những thông tin mới nhất về bóng đá Việt Nam, cụ thể là thủ môn Đặng Văn Lâm. Hy vọng rằng bản tin hôm nay sẽ có thể cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích. Để có thể theo dõi những thông tin tiếp theo, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Nổi Tiếng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!